Ngày hôm nay thì em Hương sẽ quay một vài mẫu xe chi tiết nhất cho các bác nhà mình xem nhé. Hôm nay em sẽ làm một video ngắn báo giá một vài những mẫu xe đang sẵn tại bãi bên em. Bác nào đang cần tìm và quan tâm mẫu xe nào có thể alo trực tiếp cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790 để em Lê Hương tư vấn hỗ trợ nhé. Bên em Hương có những dòng xe chỉ từ 63 triệu thôi và giá xe có rất là nhiều năng động về giá này, đa dạng về mẫu mã này. Từ những dòng xe 2 chỗ cho đến dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ, 8 chỗ, 9 chỗ em đều có nhé. Bác nào quan tâm hãy xem hết video ngày hôm nay của em các bác nhé. Rất là nhiều mẫu xe các bác ạ. Ngày hôm nay thì em sẽ làm một cái video ngắn các bác nhé, tổng quan về tất cả những mẫu xe mà em đang có sẵn tại bãi này. Chiếc xe Civic này thì em mới về nhé, 2016, số tự động đẹp nhưng giá chỉ có trên 400, gần 500 triệu. Và một chiếc xe Ford Fiesta đây. Ford Fiesta số tự động đời 2011, giá chào bán là 285 triệu với lốp sơn màu đỏ đẹp. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi nên đầy đủ cho em đề lộ thông minh, cam lùi cam hành trình rồi. Bên cạnh Ford Fiesta 2011 là một chiếc xe cũng là thương hiệu Ford Fiesta luôn nhưng đời cao hơn một đời nhé. Ford Fiesta 2012 số tự động đẹp. Hai chiếc này là cùng phân khúc và hơn nhau chỉ một đời thôi. Nhưng em này là biển thủ đô Hà Nội và với lốp sơn màu trắng đẹp. Lên đèn pha bi cầu, xi nhan trên gương, hai chiếc xe giống nhau các bác nhé. Màu đỏ 2011 là 285, màu trắng 2012 là 295. Và bên cạnh là một chiếc xe Hyundai i10 quốc dân. i10 đời 2016 số sàn máy 1.0 bản đủ nhé. Màu trắng số sàn em đang bán với giá là 259 triệu bao gồm cả phí rút hồ sơ. Tất là tật những cái giá ở đây em bán ở đây, báo giá đều bao hồ sơ và còn bớt thêm. Và đặc biệt nhất là hôm nay em sẽ có thêm một chiếc xe nữa đến từ thương hiệu Toyota. Toyota Vios thì em có rất là nhiều nhưng mà Toyota Innova đặc biệt là số tự động nhé. Innova số tự động đời 2008 em đang bán với giá là 299 triệu, xe đăng ký 8 chỗ ngồi, nước sơn màu đen, số tự động bản V nên màn hình cam hành trình đầy đủ cho em rồi. Và bên đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Toyota, đó là Vios nhé. Vios mà giá chỉ trên 200 triệu thôi, số sàn đời 2013 bản E bản đủ nhé, xi nhan trên gương, màn hình Android giải trí đầy đủ cho em rồi. Bác nào quan tâm mẫu xe nào cứ alo cho em nhé. Còn nếu như mà thích dòng xe van đăng ký 2 chỗ ngồi thì em còn có thêm một chiếc xe Kia Morning Van đây. Kia Morning Van đời 2012 giá chỉ có 225 triệu thôi. Số tự động đẹp, bản van bản nhập khẩu này. À, xe này thì em có khách cọc rồi này. Bên đây là một chiếc xe Toyota Vios nhé. Toyota Vios đời 2015 bản G xịn, số tự động lên đèn pha bi cầu, màn hình Android, xi nhan trên gương, phanh ABS chống bó cứng an toàn. Fiat 2015 bản G điều hòa auto màn hình đầy đủ rồi, em đang bán với giá ngày hôm nay là 415 triệu. Bên cạnh Toyota Vios là một chiếc xe Accent. Accent đời 2019 số sàn lên màn hình cam lùi, xi nhan trên gương, la răng vẫn là nguyên bản theo xe, zin đét toàn xe, số sàn và em đang bán chiếc xe này với giá ngày hôm nay là 389 triệu. 389 triệu có Hyundai Accent. Accent một chủ sử dụng từ mới nhé, máy số zin. Dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao thì em không chỉ có túc sơn đâu mà em còn có cả Eco nhé. Eco Sport đời 2017 em đang chào bán với giá là 458 triệu. Số tự động bản Titanium, có cửa sổ trời, 8 túi khí an toàn, xi nhan chân hương và có phím mở một trạm thông minh ạ. Bên cạnh Eco thì không thể kể đến đó là Toyota. Và đặc biệt là em này là số sàn các bác nhé. Toyota số sàn đời 2013 và em đang bán là 365 triệu. 2013 xe đăng ký 7 chỗ ngồi, có Toyota Innova số sàn các bác này. Và bên đây là một chiếc xe chủ tịch này, một chiếc xe cũng đến từ thương hiệu Toyota, đó chính là chiếc xe Venza nhé. Venza số tự động, nhập Mỹ nguyên chiếc, lên đèn pha bi cầu, xi nhan trên gương, đầy đủ cho em rồi. Và em đang bán chiếc xe này với giá là 555 triệu. Toyota dòng xe nhập Mỹ nguyên chiếc, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng mà dáng dấp rất là to cao đúng không ạ? Có Toyota này. Và bên đây cũng là một chiếc xe Kia Morning Van đây. Kia Morning Van số tự động bản nhập lên cho em đầy đủ option rồi. Giá là 245 triệu cho đời 2014. Và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2015. Có Kia Morning Van nhé. Màn hình cam hành trình cam lùi, la răng đúc thể thao, đèn gầm đầy đủ cho em rồi. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ alo trực tiếp cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790, em tư vấn các bác nhé. Ở đây thì còn có Innova số sàn đây. Innova số sàn 255 triệu với nước sơn màu bạc, đời 2008, xe đăng ký 8 chỗ ngồi và giá ngày hôm nay là 255 triệu có Innova. Bên cạnh Innova là một chiếc xe cũng là đăng ký 7 chỗ ngồi nhưng giá cực kỳ rẻ luôn. Đó chính là chiếc xe đến từ thương hiệu Chevrolet. Chevrolet Captiva xe đăng ký 7 chỗ ngồi gốc Hà Nội, đời 2010, 7 chỗ ngồi màu vàng cát, xi nhan trên gương, la răng đúc thể thao, đèn pha bi cầu, biển 15 gốc Hà Nội nhé.
238 triệu là có cho các bác nhà mình một mẫu xe 7 chỗ ngồi giá rẻ đây, Captiva số sàn máy xăng. Và chiếc xe Captiva là một chiếc xe Lacetti CDX này. Lacetti CDX là dòng xe số tự động nhập hàn nguyên chiếc. CDX em đang chào bán với giá là 240 triệu đời 2009 nhập hàn nguyên chiếc. Đầy đủ option la răng đúc, phanh ABS, đề lộ thông minh, màn hình giải trí, túi khí an toàn cũng như là cửa sổ trời nhé. Có cho em Lacetti CDX đây. Ở đằng trước Lacetti CDX là một chiếc xe đến cũng là thương hiệu Hyundai. Đó chính là chiếc xe Hyundai Avante. Hyundai Avante đời 2013 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2014 nhé. Avante với lớp sơn màu trắng đẹp, điều hòa auto, số tự động đẹp, cửa sổ trời, xin nhan trên gương. Em đang bán với giá là 340 triệu. 340 triệu có Hyundai Avante này. Dòng xe 7 chỗ gầm cao em có Innova, Captiva và có thêm một chiếc xe CR-V. CR-V dòng xe nhập đài nguyên chiếc biển thủ đô Hà Nội, lên đèn pha đi cầu, số tự động đẹp đời 2007, bản cửa lóc em đang bán với giá nè 385 triệu có Honda CR-V ạ. Và sâu hơn nữa xuống đây thì em còn có thêm một chiếc xe đến từ thương hiệu Mercedes-Benz nhé. Mercedes đời 2009 bản nhập, bản này là sắp lắp ráp Việt Nam rồi. Mercedes C250 em đang chào bán với giá là 379 triệu. Số tự động đẹp, đèn pha bi cầu, xi nhan trên gương, cảm biến trước sau có 10 mắt cảm biến va chạm, có rửa đèn pha đầy đủ cho em rồi. 379 triệu. Bên cạnh một chiếc xe mẹt, nó là một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi. Chevrolet cờ đuôi em đang bán với giá ngày hôm nay, em này cọc rồi nhé, xin phép bác màn hình, em này cọc rồi. Bên cạnh đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Hyundai, Hyundai số sàn nhé, i10 đời 2015, bản đủ xe gia đình, không taxi, không dịch vụ và không khoan đục. Nên đầy đủ cho em, bản đủ sẽ có xi nhan trên gương, túi khí, phanh ABS, đèn gầm, cảm biến va chạm đây. I10 nói không với taxi dịch vụ, bác nào quan tâm I10 muốn mua xe gia đình, để lại số điện thoại cho em này. 258 triệu đời 2015, có Hyundai I10 đây ạ, bản đủ xe gia đình. Và cuối cùng, chưa phải là cuối cùng đâu ạ, và bên cạnh thôi. Bên cạnh là một chiếc xe EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao, đời 2015, đèn pha sáng, xi nhan trên gương, bản titanium cao cấp, có xi nhan trên gương này, túi khí an toàn là 8 túi khí an toàn, cửa sổ trời, màn hình Android để nổ thông minh, 5 chỗ ngồi gầm cao EcoSport 2015 tư nhân một chủ, em đang bán với giá là 415 triệu ạ. Và bên đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Nissan, Nissan Terra. Nissan Terra đời 2009 bản nhập nguyên chiếc, động cơ trang bị 2.0, giá chào bán ngày hôm nay là 320 triệu, tư nhân một chủ sử dụng từ mới này. Nissan Terra số tự động đẹp em đang bán là 320 triệu các bác nhé. Và bên đây còn có thêm một chiếc xe Hyundai i10. Hyundai i10 biển 34 form mới đời 2018, ngày hôm nay em bán cho các bác nhà mình với giá là bao nhiêu? Để giá yêu thương 299 triệu bao gồm phí rút hồ sơ. Và em còn bớt nộc ná thêm cho các bác nhà mình, form mới, máy zin có cho em Hyundai i10, bản sedan 2 đầu, bản tiêu chuẩn các bác này. Bên cạnh i10 là một chiếc xe đến từ thương hiệu Honda, một chiếc xe Honda City nhé. Honda City đời 2013 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2014, máy 1.5, em đang chào bán với giá là 328 triệu, một chủ sử dụng từ mới nhé, một chủ sử dụng từ mới có Honda City, zin hết cả xe, thay máy số, tất cả zin hết cho em ạ. Bên cạnh City là một chiếc xe quốc dân Kia Morning, tư nhân một chủ 4 số, em đang chào bán với giá là 175 triệu, số tự động đẹp có Kia Morning. Bác nào quan tâm về Kia Morning không thể bỏ qua em này đâu các bác nhé. Kia Morning số tự động đẹp đây ạ, giá chào bán ngày hôm nay là 175 triệu. Bên cạnh Kia Morning cũng là một chiếc xe Toyota Vios lồi đồng cối đá thương hiệu quốc dân rồi. Vios đời 2017, máy 1.5, biển 18, lên đèn pha bi cầu, nước sơn màu vàng cát, form mới, máy trắng, số sàn 1.5, xi nhan trên gương và 4 bánh trang bị phanh ABS chống bó cứng an toàn. Em đang chào bán với giá là 378 triệu, bao gồm cả phí rút hồ sơ. Và em này đã có cho em trang bị đầy đủ cho em, màn hình cam nồi đầy đủ cho em rồi các bạn. Bên đây thì còn có Kia Morning nữa đây. Kia Morning số tự động đời 2007 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2009. Em đang chào bán với giá ngày hôm nay là 175 triệu có Kia Morning đây ạ. Bên đây thì em còn có Hyundai Accent nhé. Accent số sàn đời 2014, bản nhập, động cơ trang bị của em nó là 1.4, giá ngày hôm nay là 338 triệu số sàn, đèn pha bi cầu, giải đèn nét, na răng đúc, xi nhan trên gương, phanh ABS, màn hình cam lùi đầy đủ rồi, có cả cam hành trình.
7 chỗ ngồi gầm cao thì em có một chiếc xe máy dầu Kia Sorento máy dầu đấy ạ. Giá là 480 triệu máy dầu full option hiện đại. Bác nào quan tâm thì để lại số cho em tư vấn hỗ trợ cho các bác nhà mình nhá. Có cho em một chiếc xe Kia Sorento đấy ạ. Đi ra ngoài bên đây thì em còn có những dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao. 5 chỗ ngồi gầm cao nhé. Một chiếc xe Honda Hyundai Tucson, một chiếc xe i30. Hyundai i30 số tự động đẹp, lên đèn pha bi cầu biển thủ đô Hà Nội, xi nhan trên có cửa sổ trời, cam hành trình và có đất tật đầy đủ option rồi. Form giá hatchback nhưng dài và rộng này. Số tự động đẹp máy 1.4. i30 ngày hôm nay em biểu cho bác mình 289 triệu. i30 289 triệu đời 2008 có i30 này. Bên cạnh i30 là một chiếc xe đến từ thương hiệu cũng là Hyundai nhưng nó là Tucson nhé. Tucson máy xăng 2 cầu, số tự động đẹp, xi nhan trên gương, điều hòa auto, ghế lái chỉnh điện, biển 35, nước sơn màu xanh. Em đang bán là 455 triệu cho đời 2015 các bác nhé. Đời 2015 có Hyundai Tucson này. Bên đây là một chiếc xe Hyundai, một chiếc xe Toyota đăng ký 8 chỗ ngồi, Innova. Innova số sàn, xi nhan trên gương, đời 2015 nhé. Innova đời 2015 em đang chào bán với giá là 418 triệu. Xi nhan trên gương form mới rồi. Innova 2015 form mới, biển thủ đô Hà Nội em đang bán với giá là 418 triệu, bao gồm phí rút hồ sơ và em còn bớt thêm. Bên đây thì còn có chiếc xe Kia Morning số sàn đây. Kia Morning số sàn đời 2012 em đang bán là 138 triệu. Đằng sau Morning 138 triệu là một chiếc xe Kia Morning số tự động, đề lổ thông minh, số tự động đời 2006 này. Màn hình giải trí cam nùi, cam hành trình có đầy đủ rồi, 155 triệu ạ. Đằng sau Kia Morning là một chiếc xe thể thao 3 cánh cửa với biển số cực kỳ chất luôn. Một chiếc xe Hyundai, Hyundai Venoster đời 2010 nhập Hàn nguyên chiếc, dòng xe thể thao 3 cánh cửa các bác nhé. Đèn pha bi cầu, xi nhan trên gương rất là đặc biệt luôn. Và giá là 410 triệu đồng. Do bàn này là bản xe nhập Hàn nguyên chiếc nhé. 3 cánh cửa, số tự động, đèn pha auto, la răng đúc thể thao, xi nhan trên gương, 3 cánh cửa đều có phím mở một trạm thông minh các bác nhé. Form giá cực kỳ chất luôn. Có cho em một chiếc xe Venoster này. Và đi sâu hơn nữa trong đây em còn có một chiếc xe tập lái cho các bác nhà mình đây. Chiếc xe đến từ thương hiệu Daewoo, một chiếc xe Daewoo Matiz SE giá chào bán 63 triệu với động cơ trang bị 0.8, ăn xăng cực kỳ ít nhé. Lên đầy đủ cho em màn hình Android rồi. Màn hình Android có đầy đủ cho em rồi này. Và bên cạnh là một chiếc xe nhập Hàn nguyên chiếc đến từ thương hiệu Kia. Kia Rio số tự động đời 2016, máy số zin form mới. Em đang chào bán với giá là 389 triệu. 389 triệu đời 2016, có nhớ ga tự động, có cruise control, màn hình Android giải trí, cam 360, đầy đủ rồi. Form mới, máy số zin em bán là 398 triệu cho chiếc xe Kia Rio đấy ạ, 2016 này. Bên cạnh Kia Rio là một chiếc xe 7 chỗ ngồi, dòng xe Âu Mỹ Orlando, che vào đất Orlando, biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu đen đẹp, số tự động và xe đăng ký 7 chỗ ngồi, được sản xuất vào năm 2012 và giá chào bán là 320 triệu, với động cơ trang bị 1.8 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Số tự động 7 chỗ ngồi gầm thấp, em này không phải là gầm cao nhé, 7 chỗ ngồi nhưng gầm của nó hơi thấp nhé, giá là 320 triệu ạ. Và bên đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Cruy, Chevrolet nhé. Chevrolet Cruze form độ đẹp, lên đầy đủ cho em nha, đèn pha bi cầu, dải đèn led, mặt ga lăng, body đẹp rồi, xi nhan trên gương, la răng đúc thể thao. Cruze số tự động bản NTZ đời 2013 em đang chào bán với giá ngày hôm nay là 305 triệu. Cruze 1.6 số tự động đẹp có Chevrolet Cruze. Còn nếu như thích những dòng xe như tiết kiệm, lành, bền và form giá không hề bị mất giá thì còn có Accent đây. Accent đời 2019 số sàn với nước sơn màu trắng đẹp, lên đèn pha bi cầu, gương kính cụp chỉnh, xi nhan trên gương, cam lùi, cam hành trình, màn hình Android, độ cả thêm loa ở bên trong xe nhé. Nghe nhạc giải trí cực kỳ hay luôn. La răng đúc thể thao, 4 bánh trang bị phanh ABS chống bó cứng an toàn, xi nhan trên gương, tay nắm cửa, lẹp chân kính ốp mạ chrome có đầy đủ vì chắn mưa rồi. Accent 2019 tư nhân một chủ sử dụng từ đầu em đang bán với giá ngày hôm nay là 389 triệu ạ. 389 triệu. Bên cạnh Accent một chủ sử dụng từ đầu thì em còn có thêm một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao EcoSport. EcoSport đời 2015,
ngày hôm nay giá sập sàn cho các bác nhà mình với giá là 400 triệu tròn. EcoSport 2015 số tự động bản titanium, cửa sổ lock, đề lổ thông minh, xi nhan trên gương 8 từ khí an toàn. Có cho em xe Ford EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao. Bên cạnh EcoSport là một chiếc xe đến từ thương hiệu Ford. Dòng xe bán tải Ford Ranger Wildtrak nhé. Ford Ranger Wildtrak với nếu như mà kể về option thì có mà một tiếng đồng hồ không hết, nhưng em sẽ bao qua một chút này. Ford Ranger Wildtrak lên cho em đèn pha bi cầu, xi nhan trên gương 3 cam 360, bản 3.2 cảm biến va chạm trước sau 4 đến 8 mắt cảm biến va chạm. Em này thì có gạt đèn pha tự động nhá. Đèn pha tự động cụp khi mà nhìn thấy xe đối diện này, tự động cụp này. Kệ bước chân lên xuống này, hỗ trợ chân trượt, hỗ trợ đổ đèo đầy đủ cho em rồi. Căn chỉnh làn đường và rất là nhiều option hiện đại nhá, khóa cầu V-Side cũng có rồi. Wildtrak thùng thấp em đang bán với giá là 610 triệu đồng cho đời 2015. 610 triệu ạ, có phim phán tại Ford Ranger Wildtrak này. Bên đây là một chiếc xe Hyundai Avantia đây. Avantia biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu lô đẹp, số tự động em đang bán là 365 triệu. Có Hyundai Avantia nhé. Điều hòa auto, xi nhan trên gương, cửa sổ trời. Có thể nói rằng Avantia là dòng xe dành riêng cho thị trường Việt Nam. Số tự động đẹp có Hyundai Avantia đây. Và bên đây là một chiếc xe Lancity SE, một chủ sử dụng từ mới này, biển thủ đô Hà Nội. Lancity SE em đang chào bán với giá là 220 triệu số sàn. Có thể nói rằng em nó với cái tầm tiền 220 triệu quá là đẹp đúng không ạ? Bên ngoài với những hình dáng cực kỳ khỏe mạnh, thể thao, năng động, Lancity SE tư nhân một chủ em đang bán là 220 triệu. Và bên đây là một chiếc xe Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze hộp số sàn biển thủ đô Hà Nội máy 1.6 em đang chào bán là 245 triệu. Số sàn Cruze màu vàng cát, la răng đúc, màn hình Android cam lùi đầy đủ cho em rồi, xi nhan trên hông, mặt lưới đặc trưng của Chevrolet nhé. Giá chào bán ngày hôm nay là 245 triệu 1.6 này. Cruze nhập, Cruze là bản Việt, còn Lancity SE là bản nhập nhé. Lancity SE cũng sẽ là 1.6 ạ. Và tiếp tục đây vẫn là một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2010 à. Em này là đời 2016 nhé. Cruze biển 36, nước sơn màu trắng đẹp, xi nhan trên gương, đời 2016, form mới, giá chào bán ngày hôm nay với giá là 335 triệu. Lên 2016 sẽ là form mới, có gạt mưa tự động, điều hòa tự động, có cả điều hòa auto rồi, gạt mưa tự động và có đèn pha auto các bác nhé. 335 triệu. Và đằng sau là một chiếc xe bán tải BT50. Bán tải Mazda BT50 đời 2018 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2019, biển 34, máy dầu một cầu, xi nhan trên gương, đời mới nên zin hết toàn xe cho em ạ. Cam lùi, cam hành trình có đầy đủ rồi và em này là thùng thấp nhé. Em đang bán chiếc bán tải với giá là 558 triệu cho đời 2018 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2019 nhé, đời rất là cao luôn. Bên em Hương thì có rất là nhiều những dòng xe, từ xe Hyundai Getz cho đến Hyundai i10. Tucson này thì em bán rồi, có khách cọc rồi này. Bên đây thì còn có thêm một chiếc xe Hyundai i10. i10 đời 2016, số sàn biển 28, nước sơn màu đen, máy 1.2 bản đủ nhá. Hyundai i10 2016 giá là 295 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Bên cạnh i10 là một chiếc xe Cruze phong độ. Cruze lên đèn pha bi cầu, giải đèn led, xung quanh là body đẹp rồi. Giá chào bán là 338 triệu đời 2016, máy 1.6 lắp ráp Việt Nam, có treo led Cruze. Bên cạnh Cruze là một chiếc xe độ lên form dáng của Ferrari, nhưng nó là Hyundai Genesis nhé. Hyundai Genesis nhập hàn nguyên chiếc đời 2010. Đèn pha bi cầu, xe đăng ký 4 chỗ ngồi như hai cánh cửa nhé. Gầm thấp, lốp to, form dáng thể thao. Genesis em đang bán là 495 triệu bao gồm phí rút hồ sơ và em còn bớt nọc ná thêm. Cho bác nào quan tâm ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng một vài mẫu xe và một cái video khá là chi tiết với những mẫu xe khác nhau. 63 triệu là mình có xe đi rồi. Innova có từ số sàn, số tự động này, có cả Xpander và có cả Innova form mới nhé. Bác nào quan tâm mẫu xe nào có thể kết nối trực tiếp qua Zalo cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương tư vấn hỗ trợ. Và 11:30 các ngày trong tuần em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em. Rất mong các bác có thể quan tâm và ủng hộ nhé. Và đừng quên địa chỉ bên em, 51 Thanh Xá Lên Hồng, thành phố Hải Dương ạ.